Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chế độ BBG này và mình sẽ đi đua chứ không phải chơi solo. Mà đua ở đây thì là đua auto matching, nghĩa là khi mà các bạn không có team thì các bạn hãy vào như bình thường và nó sẽ tự ghép một thằng vào với bạn. Mình sẽ nhảy chỗ nào ta? Vâng, chắc mình không nhảy chỗ cũ nữa, đi chỗ mới đi. À đù, bọn này lượn đi đâu vậy? Mình sẽ đi theo lượn bọn này để giết được nhiều người nhá. Vâng, đi theo bọn này đông đông cho nó vui. Vâng, nó lại vào khu mình ở. Thật là VL. Đây thì có cái số phận thì thực sự là nó đã an bài rồi. Vâng, em sẽ vào đây và clear hết bọn này. Vâng, không clear hết thì cũng được nhiều kill. Khi mà đông người thì cái việc mà nút kill nó đã đơn giản anh em ạ. Ôi, sao không vào cũng được này. Rồi, có khẩu MK5 mod. Tuyệt vời. Vâng, nút nhanh để ra giết người nào. Mình rất thích giết người anh em ạ. Chơi cái này lấy top thì nó dễ rồi. Các bạn cần phải giết người nó mới chất. Ồ, sao ấn nhầm nút thế này? What the fuck? Tự dưng nằm, hư cấu. Bố mẹ đang nhặt đồ, nằm cái gì? Đâu rồi? À, mày lượn vào đây. Rồi, một bé. Ơ, sao chết luôn? What? Đùa mà ta? Ơ, sao chết luôn nhỉ? Đua mà. Có phải solo đâu. Mình không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Mình nghĩ bạn của nó có khi là bị lag mạng nên nó cố tình chết để. Rồi, đây rồi. Này thì cầm súng. Ô, chết luôn này, what the fuck. Đấy, để tin được. Đó nhé, bắn gục thôi chứ. Hư cấu vậy rồi. What the hơi, mình không biết là chuyện gì đang xảy ra với mình. Mình không thể tin được là bắn là chết luôn chứ không có gục. What the fuck. Mình cảm thấy có một sự hư cấu không hề nhẹ ở đây. Hay là bạn nó chết hết rồi ta? Không thì bạn nó bị đít không vào được. Mình cũng hay chơi cái này lâu lâu bị đít không vào được. À, có một bé. Vâng, chạy đâu bạn ơi. Rồi, tạch luôn. À hí hí. Vâng, thế hiểu luôn, không gục và chỉ có chết. Ra lút đồ rồi. Cái này hơi bị lỗi nha, tại vì khi mà bắn chết thì cái hòm của nó có khi là biến mất. Đấy, nó bị tàng hình ấy. Khi mà các bạn nhớ cái địa điểm mà nó chết thì có khi quay lại thì các bạn có thể lấy được. Còn các bạn không nhớ thì có khi là nó sẽ biến mất luôn. Đấy, rất là hư cấu. Mình nghĩ đây là lỗi mà các bạn cần phải đợi nhà phát hành fix lại. Chứ thực sự mà chơi mà giết người xong mà cái hòm nó tàng hình đi thì chả khác gì em càng bắn càng thêm đói. Và mình sẽ đổi sang A12, vứt khẩu MK5 đi. Hết đạn rồi. Nhưng mình sẽ giữ lại, nhưng thực sự mình có súng AUG để ngắm xa rồi. Mình sẽ vứt đi. Cho vứt khẩu lục luôn. Đấy, mấy khẩu như này vứt bớt đi để cho kho đồ nó được rộng và mình đi giết người thì sẽ được thêm đồ. Vâng, nãy mình thấy nhảy ở đây rất là nhiều người. Thính kìa. À, đây rồi, biết ngay mà. Vâng, mình không cố tình nhảy chỗ này nhá, mình tính là đi theo bọn kia để giết người thôi. Thế đây nào. Đấy, anh em muốn giết được nhiều kill đi. Đấy, gục, các bạn thấy chưa, gục kìa. Vâng, knock 1. Và còn một thằng nữa. Mày chạy đâu. Rồi, hello. Sorry bạn. Ôi, thằng kia không biết nó lủi đâu rồi. Bỏ bạn, bỏ bé thế kia không cứu à. What the fuck. À, rồi, clear team. Đơn giản như đan rổ. Bọn này hơi đói nhở. Sao mút khu 4 nhà này đói ta. Sao lại bọn này nút khu 4 nhà này đói được nhở. À, có súng này. À, chắc bọn nó clear team rồi. Bọn nó clear team. Bọn nó clear team ở đây rồi. Bọn nó đi lút đồ. Nhưng không may là gặp mình. Đèn. Vâng, cái tội clear team là phải nằm xuống. Ba hòm. Dã man. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu, về đâu anh? Mình sẽ đi chắc là thằng bạn mình thì mình cũng không quan tâm. Mình chỉ muốn vào đây một mình solo thôi. Solo đua thôi. Nhưng không thể solo được anh em ạ. Phải đi chung.
Tại vì khi mà các bạn lập phóng ấy, bạn lập cho dù một người đi chăng nữa thì nó vẫn là auto matching, và như thế các bạn phải đi hai người đấy, trừ phi mà bạn của thằng bạn nó đi theo mà nó mất mạng hay là nó thoát ra thì mới là các bạn đi solo, và mình sẽ có cơ hội là đi như thế, và mình sẽ kiếm thêm một máy nữa đích thân đi solo đua, và mình sẽ luyện tập nhiều hơn, mình sẽ đi solo squad đấy. Mình cũng đi thử một lần auto matching squad rồi, vẫn cân được, vẫn ăn tốt. Vâng, solo squad thì tụi nó toàn đi lẻ thôi, rất là dễ giết anh em ạ. Quả này nó ấy lắm, nó kiểu như là một mình tao bá rồi, tao chả cần quan tâm đến ai, thế là một mình tao đi thôi. Đấy, như thế là mình thì dễ phát hiện. Đấy, không biết là cái pha đấy mình không biết tại sao mình vẫn clear được, không thể tin được. Bây giờ mình sẽ chú tâm vào trận này. Có phải không ta? Nó đang đi à? Có thật không vậy? À đúng rồi. Này thì còn lợn này. Mày đi sang nước này. Vâng, vẫn phát hiện ra nó đi ngang nửa đường rồi. What the fuck. Rồi đây là anh Khương ạ, người đồng hành cùng mình trận này. Vâng, bạn ấy thì đi theo làm màu thôi cũng được, để mình clear. À, nghe tiếng bắn ở đâu vậy? Mình sẽ vào khu nhà zombie ấy nhá, để lút đồ. Rồi, nghe tiếng bắn nhau rồi, tôi xong rồi. Thôi xong rồi. Đấy, trời ơi, đầu ấy luôn ghê vãi. Lút nhanh, lút nhanh. Lút nhanh, không thằng bạn nó vào lút hết. Ôi, còn đã. Phải lút hết đây nha mạng. Tại vì nó đi theo làm màu thì cũng không cần đồ rào làm gì. Đứng đấy mà nhìn đi cũng được. Đậu xanh. Vào làm gì? Ủa ôi, cái gì mà cắn kinh quá, gì đây, lút nhanh, gì đây, ủa, cút ra, rồi, từ, của bố mày, rồi, ok, lút sạch, tuyệt vời, hay quá, ủa, nó bắn thằng nào ấy, đậu xanh nó clear team kìa, what the hell, bắn cái gì ngoài đấy vậy? Nếu biết nó bắn cái gì ngoài này mà nó clear team. What the fuck. À đây. Đúng rồi. Tiếc thế. Cầm lưu em mà không giết được thằng đấy. Pha đấy thằng này bắn yếu máu này. Mình chỉ cần bắn dính một viên thôi là nó tẩy. Vâng, còn 19 người. Cố lên nào. Vâng, té rồi. Xoắn làm cái gì? Đi ra. Cái này đập trúng đồng đội thì cũng không mất máu đâu nha. Rất là chất. Anh ấy phải mất máu chứ. Vâng, vừa chiếm đoạt được khu nhà zombie. Lấy được cây AW nhưng mình vẫn chưa hài lòng. Anh ấy mình cứ tưởng vào đây là có AK cơ. Thế đích nào. Có mấy khẩu này cũng được, nói chung là không sao. Mình thì mình không quen bắn AW. Tại vì bắn nó sao sao ấy, không. Thế mình sẽ có cái thời gian để luyện tập với lại những cái câu cây sniper. Vâng, nên đi với nó không ta? Nó chiếm xe này. Mình nghĩ là nên đi. Kệ, không sao. Rồi, let's go. Còn chiếc nữa này, trời ơi. Vâng, đi với nó để bảo kê nó cũng được, không sao. Ủa ôi, vãi đi, nhìn lái xe này, không khác gì mình. Ân phiên bản 2 là đây. Trời ơi, mình đi chỉ bị lật xe thôi, không đâm vào mấy cái cục đá này. Ủa ôi, đậu xanh, thằng này nó mắt nó mù hay sao ấy. What the fuck.
Ui, đậu xanh vãi cả lái xe ạ. Cạn lời. Còn đích biết nói gì hơn. Ui, dừng ngay chỗ có người. Ôi trời ơi, dã man vậy. Mày bắn bố mày này. Rồi ok. Ôi sao bọn này còn một người ấy nhở? Chắc là đồng đội nó chết hết rồi. Vâng, chúng ta chỉ việc là lốt đồ thôi. Không xoắn đi làm gì. Tiếng gì bắn nhau ấy? Mày bắn bạn tao này. Ủa ơi, nó knock out bạn mình rồi kìa. What the fuck? Này đi. Đừng nói clear nha. Thôi thôi thôi. Không clear được đâu bạn ấy. Vâng. Tao sợ mày quá cơ. Bình tĩnh. Thấy lấy sát ngoài này. Này thì mày dám clear này, knock out bạn tao này, lút đồ đã tính sao? Bạn cứ nằm đấy chờ mình lút đồ đấy nhá. Rồi đổi AK đi. Vâng, ok, lút đồ xong thì phải cứu. Vâng, đèn thế. Tự dưng lại bị knock out. Vâng. Dạo này bên VNG nó phát cho cái mũ rất là chất. Thì chúng ta mang vào nó lộ ngay cái đầu. Chắc sau trận này mình sẽ gỡ ngay cái mũ này. Mình cũng mang cái mũ này mà. Dễ bị phát hiện. Mũ to quá. Lớp đầu cũng bị phát hiện. Rồi, nằm xuống. Bơm phun máu. Cái bình này là chúng ta có thể hiểu như là med kit. Có thể bơm phun máu. Rồi, nó đi xe đạp. Vãi nồi. Vâng, mình sẽ để ở góc nhìn thứ ba để cho anh em nhìn nó, để mình nhìn có thể chất hơn. Đấy, góc nhìn thứ ba thì nó có thể nhìn bao quát hơn. Còn góc nhìn thứ nhất thì nó tù. Nhưng được cái là lúc đầu bắn rất là ngon anh em ạ. Vì phản xạ với góc nhìn thứ nhất nó tốt hơn. Bắn sẽ CFM quen rồi mà. Nhưng phản xạ của mình khi mà bắn góc nhìn thứ nhất nó tốt hơn. Còn góc nhìn thứ ba thì nó hơi tù. Còn khi mà vào sát vòng trong thì các bạn nên chỉnh góc nhìn thứ ba nó tốt hơn chứ không tù nữa. Đấy, chúng ta có thể rồi. Đậu xanh. Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi bạn ơi, làm gì mà căng vậy, là mình mất máu nữa rồi này. Trời ơi, cái bọn mất dạy. Khốn nạn. Mày bắn mất máu bố mày này. Ủa. Bị mắc đá này, knock một này. Chết bà mày luôn đi. Rồi thằng kia đâu? Úi rồi thằng kia bỏ mạng. Cay. Đấy, chửi thằng bạn đi. Khốn nạn. Tao bị knock thì bỏ tao chạy. Mà thực sự cái pha đấy thì phải bỏ chạy thôi. Không bỏ chạy thì thực sự là đứng lại cũng chết. Mình cầm AW mà. Nó nghe tiếng nó khiếp. Nó đứng lên, nó bắn và nó không bị knock out thì nó chạy. Biết thế mình bắn thằng đứng ý. Còn thằng nằm thì từ từ, thằng nằm hơi bị ấy. Ủa ơi, cái gì vậy? Vãi, bị thằng nào cầm AWM em bắn ạ. À? Chưa xong rồi. Chưa xong rồi. AW thì ai chơi? Nó cũng đi nút đồ các kiểu. Ghê đấy. Mình chưa biết là nó ở hướng nào. Ở từ đâu bắn mình. Đừng để tao bắt được nhá. Tao bắt gặp được thì mày chết. Thực sự là không thể biết được. Cái đám cỏ nó quá là xinh. Mình sẽ chạy qua bên này. Ui, vãi nồi. Hay lắm. Rồi, tao sợ mày quá cơ. Bạn ơi, cứu mình. Sao lại nấp trong này?
Cứu đi, cứu đi. Ô, nấp vào. Rồi, được, được. Như này được, không sao. Như này được. Rồi. Đậu xanh còn đổi chỗ nữa. VL. Cạn lời. Bạn phải cứu mình, bạn mới thắng được. Bạn không cứu mình thì bạn chỉ có nước chết thôi. Ờ, vứt máu đi. Cứu thì vứt máu luôn. Hay, 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 hay. Đậu mè. Nó cứu xong nó đéo thèm vứt máu. Thôi, té rồi. Có 20 tiếp rồi, không biết là ăn được nó không. Bò tiếp theo rồi. Ừ, bây giờ đúng là tinh thần đồng đội nó tốt hơn rất là nhiều. Quả solo này mình kém quá, để nó knock out. Mình chưa biết là nó ở hướng nào ấy à. Bên kia nó xinh quá, không thể phát hiện được. Bạn mình bắt đầu để sang rồi. Hay lắm. Cứ đẩy đi, mình đứng bên này cover. Bắn nó mầm ở bên kia. Ôi vãi. Mày mày bắn mạng tao. Yeah, ok. Vâng, 14 kill. Dã man thật anh em ạ. Khiếp hết cả hồn. Còn đúng mười mấy tiết. Sợ thật đấy chứ. Ờ, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.